thì lúc đó cũng có cãi nhau về vấn đề tiền bạc với lại là cái cách mà tổ chức đám cưới rồi ý kiến này nọ thì không ai nhường ai hết. Lúc đó em tức quá em mới nói là thôi chia tay luôn đi, khỏi cái đám cưới gì hết. Thì bạn này mới kêu là thôi không cưới thì thôi. Lúc đó em nói chia tay em về em nói với mẹ là hỷ hôn đi, anh về nói ba má khỏi qua. Em cũng lo lắng tại vì bạn này đang còn giữ tiền nữa. Giữ tiền cưới. Đúng rồi, giữ tiền cưới. Em cũng lo, lỡ mà rớt nó chết luôn. Cái là em mới xách xe em chạy qua luôn, em tự làm qua chứ. Cái là